Chào anh em nhé, lâu rồi series chuyện hài Henry và những người bạn vẫn chưa trở lại đúng không? Chắc hẳn tất cả các bạn đang rất mong chờ ở trong phần này thì câu chuyện của anh chàng Henry sẽ xuất hiện thêm những nhân vật mới, bá đạo hơn và cũng không kém phần hài hước. Để cho tất cả các bạn không phải chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu với phần 7 của series truyện Henry và những người bạn. Sau cái sự kiện mà tôi mở đường đi du học rất thành công để tìm ra một chân trời mới, cũng tích góp gọi là có chút kinh nghiệm thì tôi có đứa em sắp sang UK để học thạc sĩ. Dù không phải là lần đầu ra nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên thuê nhà dài ngày nên em nó đắn đo chuyện nhà cửa lắm. Lâu lâu lại thấy inbox hỏi tôi, em chọn cái nhà to xa trường hay chọn cái nhà nhỏ gần trường? Chọn cái phòng rộng nhưng ở ghép hay chọn cái phòng nhỏ nhưng sống solo? Nên sống xa trường nhưng gần chạm xe buýt hay là gần trường nhưng xa trạm phương tiện công cộng? Nghiêm túc là nếu có một lời khuyên hợp lý thì tôi sẽ bảo May sống cùng nhà với một chị gái Hải Phòng cho anh Hồi mà tôi mới sang Đức Thì chưa có quen ba cái con mắm thượng đẳng cùng nhà đâu Mà khi đó tôi thuê một căn hộ ở tầng 2 Chung với một thanh niên Có sở thích siêu tập đủ thứ đao kiếm Ở tầng dưới là một chị gái Hải Phòng Sống chung với một em gái Đà Nẵng Và ở tầng trên thì có bốn thằng Nga với đam mê nhảy từ tầng 3 xuống tầng 1 Và sống trong đồn cảnh sát Nhưng tạm thời hãy bỏ qua chi tiết đấy đi và câu chuyện với chị gái hải phòng bắt đầu bằng việc một hôm chị gái chạy hùng hộc lên phòng tôi rồi kể em gái đà nẵng đi bát ti đầu năm về bị hai đứa dân nhập cư bám theo từ trạm xe buýt về đến tận nhà chúng nó lè nhè cái gì mà thủ tướng đức mời chúng nó sang đây và em gái ăn mặc gợi cảm theo văn hóa của chúng nó chính là mời gọi chúng nó sơi. thế là tụi nó cứ đứng ngoài cửa sổ hét lên ẩm ĩ nên hiện giờ cô bé khủng hoảng lắm tôi thì vốn nghĩ chị gái hải phòng muốn xin tôi đổi phòng với hai chị em một hôm hoặc nhờ tôi gọi bốn thằng nga chơi thân với tôi để xuống đuổi mấy thằng kia đi nhưng không ạ à, chị tôi gái hải phòng mà bà ý lên đây để bảo tôi lấy cho bà ý thanh katana trang trí mà cậu em cùng căn hộ của tôi luôn treo ở trong phòng bếp tôi thì cũng hơi bỡ ngỡ tưởng bà ấy cầm theo cho đỡ sợ lúc đưa katana cho bà ấy tôi còn chưa kịp bảo rằng chị ơi kiếm cùn không làm ăn được gì đâu thì bà ấy đã lăng ba vi bộ xuống tầng dưới rồi phun ra một câu slogan quen thuộc của dân thành phố Hoa Cải Đỏ. Cái đi em em chúng mày, dám đụng vào em của bà mày à? Suốt 10 phút sau đó, tôi nhìn chị tôi vác kiếm trang trí, đuổi hai thằng nhập cư chạy rẽ đất trong tiếng cổ vũ đầy hoang dại của bốn thằng Nga ở tầng trên. Nếu các bạn chưa biết thì, người Trung Đông hay sống thành hội nhóm, bất kể là dân nhập cư hay du học, Thế nên, việc chị tôi vác kiếm lùa hai thằng nhập cư trở nên nổi tiếng trong cả hội nói tiếng Ả Rập ở thành phố ấy luôn. Tới cái mức mà người chị đại mặc váy thất tha, sách làn đi chợ như một mỹ nữ hiền dịu mà một nhóm Trung Đông đang đứng uống bia trên vẻ hè, thấy chị cách 50 mét, vội vàng chạy mỗi đứa một hướng. Còn anh Thu Ngân siêu thị, cũng là người Trung Đông, gặp chị của tôi, đợi tính tiền là cúi dạp đầu, chào không dám ngẩng đầu lên nhìn. Khi đi học thì có cậu em người Siri được phân nhóm với chị ấy Mới chỉ thấy chị ấy giơ tay với quyển sách thôi Là thằng bé đứng bật dậy chạy được một nửa đường ra cửa lớp Trong cái nhìn khó hiểu của giáo viên Xong thằng bé ngượng nghịu thận trọng tiến về chỗ rồi bảo với chị tôi Tao tưởng mày vung tay định tát tao Từ đó người chị đất càng trở thành huyền thoại Được gọi bằng đủ các thứ biệt danh như cơn ác mộng của dân Ả Rập cái hủy diệt của vùng Trung Đông, máy quét dân nhập cư, samurai của vùng hoa cài đỏ. Tiện cái câu chuyện nói với các ông về trị đại hải phòng là ghê gớm như thế nào, thì tôi lại kể tiếp chuyện về thằng bạn Trung Đông mà tôi quen. Chẳng là hai kỷ trước thì nhà tôi có đón một thằng Trung Đông về ở trong nửa năm. Thanh niên Trung Đông này vừa vào kỳ học đã suốt ngày ở thư viện. Từ lúc tôi ăn sáng đã thấy nó rời nhà và lúc tôi ăn tối mới thấy nó đi về cả nhà gồm tôi và ba thằng mắm đức đều thuộc loại đám nước tới chân mới nhảy sướng trước khổ sau thấy tự dưng có đứa học hành nghiêm túc tới ở cùng thì tâm tư cũng có tí gọi là xấu hổ chả ai bảo ai đầu kỳ cũng mang bài vở ra học như đúng rồi bẵng đi hai tháng trước lúc thi thì thằng trung đông không thấy đi ra thư viện nữa tôi thì thấy ngược đời vì éo ai đầu kỳ thì đi thư viện cuối kỳ thì lại nằm nhà như thế này tò mò đi hỏi nó thì nó bảo Tao ra thư viện cày phim thôi Tại mạng nhà lởm quá Giờ cày xong nên ở nhà thôi Sau khi bạn ấy không ra thư viện nữa Thì lại rất chăm chỉ ngồi xem Youtube Mỗi lần xem là cầm theo một quyển sổ Ghi ghi chép chép rất tỉ mỉ Tôi và ba con mắm Đức đều nghĩ Chắc bạn này đang tích lũy kiến thức tu tiên Nên không ai dám làm phiền Cho tới hôm nay thì cả bọn đi chơi, dù thằng Trung Đông đi cùng, chủ đề chém gió và bốc phét sau một hồi thì quay về với nội dung quyển sổ mà thằng Trung Đông viết tôi tưởng nó tích lũy tinh hoa kiến thức của môn gì cao siêu lắm, hóa ra thằng Trung Đông chỉ siêu tầm công thức làm cà ri thôi, vì người yêu của nó thích. tới nay nó siêu tầm cũng được mấy chục công thức rồi. vâng, tuy là ngáo chó như thế, nhưng lúc ôn thi và viết luận văn thì nó lại thành một cái máy, học quên ăn quên ngủ, quên cả tắm rửa, eo mẹ quên tắm rửa theo chủ nghĩa đen luôn nha. một tháng ôn thi thì nó tắm đâu đó được hai lần, mỗi lần được ba bốn phút thế là đã thấy chạy ra khỏi nhà vệ sinh ôm theo sách để học tiếp rồi mà đã vậy nó cả tháng đó nấu cà ri để ăn dần mà cà ri thì nó khuếch đại mùi cơ thể ôi trời ơi tháng đó bọn tôi dùng hết 5 chai xịt thơm phòng và đốt hết ba túi nến thơm chỉ để át đi cái cảm giác đây là chuồng hợi ngày thằng Trung Đông thi xong môn cuối thì tôi với ba con mắm kia nhốt nó ở trong phòng vệ sinh yêu cầu nó tắm một tiếng mới cho ra lúc tắm xong thì bạn ấy trắng mẹ nó ra mấy tông luôn các ông ạ nhưng công sức một tháng gian khổ làm luận văn của nó thì xuất sắc vãi nhái. Bạn ấy tốt nghiệp xong được về Dubai làm việc, lương của bạn ấy khéo tính bằng vàng. Tôi thấy có rất nhiều người inbox hỏi học ở Đức thì như nào thì tôi có thể tóm gọn lại trong một câu thôi. Bất kể các bạn là con nhà người ta như thế nào, trường chuyên lớp chọn ra sao, nước Đức vẫn sẽ tìm ra các bạn và và cho các bạn lật mỏ ở môn mà các bạn tự hào nhất. Cái này không chỉ áp dụng với người nước ngoài đâu mà ngay cả với dân đức cũng thế luôn một ngày đẹp trời tôi chăm chỉ lê thân lên giảng đường ngồi nghe giáo sư giảng đạo đang gật gù hiểu hiểu thì bỗng dưng ông giáo sư nói một chàng gì đó mà tôi ngớ người luôn chả hiểu cái éo gì cả quay sang hỏi thằng đức bên trái mày có hiểu thầy vừa nói gì không nó lắc đầu đầy hoang mang quay sang vỗ vai thằng đức bên phải thì nó nhún vai nói đầy bất lực tao còn éo nghĩ đây là tiếng đức ôi vãi nhái Chúng nó là dân Đức mà còn không hiểu Thế thì thằng Việt Nam như tao thì sao Trời ơi Ba con mắm Đức đang ở đâu Tới đây hộ giá tao một cái Là vậy đấy các bạn Người Đức còn không hiểu tiếng mẹ đẻ trên giảng đường Thì đừng có ai hỏi bạn bè người thân Là du học sinh Đức Xem khi nào chúng nó ra trường nhé Chúng nó mở cọc lên là nó tẩn cho đấy du học sinh Đức sẽ học và ra trường với một dòng thời gian éo giống ai đâu và hãy tin tôi đi nếu một du học sinh Đức có thể tốt nghiệp ra trường, người huynh đệ ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng dành cho những người nghĩ ra cách cứu rỗi ngày tận thế, bất kể họ học mất bao lâu. Vì trời ơi, cái nền giáo dục này đáng sợ vãi nhái. Rồi, vậy là chúng ta đã xong phần 7 của series truyện hài Henry và những người bạn trong phần này có một số nhân vật mới để cho các bạn có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống của anh chàng Henry này ở Đức. Series chuyện Henry này vẫn sẽ còn tiếp tục các phần sau nữa, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye.